bạn đang có mặt tại số 75 Trần Khắc Trân, quận 1 với viện thẩm mỹ Korea. Ngày hôm nay Hà hân hạnh dẫn các bạn đến thăm một vị khách hàng. Trước khi vào nhà chị thì Hà xin phép giới thiệu hình ảnh trước đây khi chị đến với viện thẩm mỹ Korea nhé. Các bạn có thể thấy đây là hình ảnh toàn thân của chị Tuyết ạ. Chị có tình trạng tăng sinh mỡ toàn thân, đặc biệt là vùng bụng. Hầu như là chúng ta không nhìn thấy ranh giới giữa bụng và eo đâu cả. Đặc biệt là vùng hông rất lớn nên sẽ làm cho cái vòng bao của chị nhỏ đi rất là nhiều. Và chị có tình trạng là bị cái trùng chảy rất là rõ. Và khi chia sẻ thì chị cũng biết nói, cũng nói với Hà rằng là chị là một người có cơ thể khá là khó giảm cân. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ vào tận nhà để xem chị Tuyết của ngày hôm nay như thế nào nhé. Mời các bạn ạ. Alo, bánh canh cua nghe à? Rồi. Chị Tuyết ơi. Ơi, chị Tuyết đây. Em chào chị, hôm nay mình tập video rất hân hạnh để đến nhà chị ạ. Cảm ơn em. Chào em. Dạ. Mời quý vị các bạn cùng thăm chị nhé. Rồi, dạ. mời các em vô nhà. Đứng bên cạnh Hà đây là bà chủ của tiệm bánh canh nổi tiếng nhất quận 1, đúng không ạ? Vâng, em chào chị Tuyết. Ban đầu là chị bao nhiêu kg ạ? Ban đầu là chị 70 kg. Vâng, bây giờ thì sao ạ? Chỉ còn có 56 kg. Tức là mình giảm 14 kg. Đúng ạ. Rồi. Mỗi vòng mà chị giảm bao nhiêu vừa rồi thì giờ bụng chị rất là nhỏ. Bây giờ chỉ còn 33. Vâng, tức là nó giảm mỗi vòng là 33 cm. Đúng rồi, đúng 33 không ạ? Cent. Chị có nét rồi, nhưng mà khi chị gầy đi nhìn chị sang hơn, đúng không ạ? Cái này khách hàng có nói không? Nhiều người nói là thật, không phải là mình đúng không chị? Rất là nhiều người nói. Em nói thật nhé, lúc mà em tư vấn cho chị có nghĩ rằng mình giảm được như vậy không ạ? Không. Nhưng mà không ngờ, chị cũng không ngờ luôn. Bản thân chị cũng không ngờ là chị đạt được cái số ký như vậy. Dạ. Cái mong muốn của chị là chị rất là thích. Chị kể ngày đầu tiên chị đến với em đi. Ngày đầu tiên chị đến thì nói chung là chị cũng đến để mà để biết liệu trình, để mà muốn là để đến để chị tìm hiểu để mà mình được giảm cân thôi. Nhưng mà chị nghĩ là cái số mà khi mà chị giảm cân á thì không biết là có giảm được hay không. Nên là thôi chị cũng thử, chị vô chị đăng ký chị thử, mà không ngờ thì chị đạt được như vậy, chị rất là mừng. Tức là mới đầu là chị chỉ tạm tin tưởng về thẩm mỹ một chút thôi. Đúng rồi. Nhưng mà may mắn sao là quyết định của chị hoàn toàn chính xác. Đúng rồi, chị rất mừng. Chỗ đó là chị tìm hiểu biết là bao nhiêu lâu rồi chị? Cũng không lâu, chỉ có chừng hầu như 1-2 tuần gì vậy. Thế là mình đã đến luôn thì... Đúng rồi. Cái tính chị cũng nóng lắm. Dạ. Khi là chị muốn làm, chị cũng đi tìm hiểu rồi chị làm liền thôi. Làm liền. Chứ nhiều khi tự nhiên cái phần là chị cũng cái chân của chị đó. Dạ. Nên là chị cũng bị đau. Dạ. Nó thật sự chị là rất khớp, là đau. Chị bị khớp. Mũi. Là chị đi nên là rất là khó khăn. Trước đây bác sĩ có nói với chị là chị nên giảm cân đi. Tại vì cái trọng lượng của chị, cái hai cái chân của chị nó không có trụ nổi. Chân rất là nhỏ. Đó, nên là không có trụ nổi. Nên là bác sĩ khuyên. Thì có mấy lần khuyên thì chị không có đạt được vấn đề đó. Chị không có đạt chị được, chị rất là bất cập. Chị rồi ạ? Chị dùng những phương pháp gì chưa? Chưa hết giờ. Nói chung là chị kiêng ăn rồi là cái như là những cái như... bây giờ chị không có nhớ những cái loại... Tức là mình cũng là uống trà giảm cân. Có, giảm đúng rồi. Cái như là trà giảm cân gì đó. Nhưng tại mà nó không hiệu quả. Chị cũng có nói là mình khi đến với em là Hà ơi chị cũng dùng nhiều loại lắm rồi mà chị không nhớ được tên đâu. Người ta bảo chị mua cái gì chị nó nhiều quá nên là không nhớ hết. Có giảm thì cũng không có giảm được bao nhiêu hết. Dạ. Đó. Nên là chị thấy nó không hiệu quả. Thì thôi chị cứ search lên mạng, chị thấy Korea bên em là sao nhiều cô sao mà tròn, mà tới lúc mà khi mà đạt được á sao mà thon đẹp quá. Nên là thôi thật là may mắn là chị bây giờ sẽ là một trong những khách hàng mà được bên em quay đến như vậy, thì mình là một trong khách hàng đặt. Nên bây giờ là chị đi là coi như là bay luôn đó. Chị đi là thoải mái luôn á, là chân của chị hết đau, hết đau rồi, hết đau rồi, chị rất là thoải mái luôn. Dạ. Lúc trước là chị bò không. chị kể cho mình đó đi ạ. Nói chung là trước đây thì khi chị đi á là chị phải dịnh cái cầu thang á, chị dịnh, chị phải đi lên từ từ. Cái đó là sự thật nha, chị định dịnh đi từ từ. Thậm chí là con gái chị cái hôm mà chị bị đau gối á, là con gái chị nó đỡ chị đi luôn á. Nên là sau đó rồi chị không biết cách nào để chị được giảm cân. Để mà cải thiện cái khớp thầy đó cải thiện cái khớp. Tại vì em được biết là mình bán hàng như vậy chứ rất là đông khách. Đúng chị rồi. Chị làm hàng nhiều, chúng ta công việc mình hàng ngày khá là vất vả. Đúng không ạ? Đúng. Và nếu mà đau khớp như vậy thì nó rất là ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Đúng rồi. Nên và bây giờ thì chị cảm thấy như thế nào? Chị rất là thoải mái em ạ. Chị có thể chia sẻ lại là từng giai đoạn mình giảm cân như thế nào không?
khi mà chị bên cái liệu trình của bên em á, vâng thì ạ, để mà ấy cái liệu trình cho chị á, thì nó hiệu quả ngay. Trong cái tuần đầu là chị được giảm là hơn 1 kg rồi. Ở tuần thứ hai là giảm được cũng gần 3 kg. Vâng. Nó rất là tốc độ rất là nhanh luôn. Rồi sau đó từ từ rất là nhanh. Rồi chị hết hồn luôn. Nhưng mà cái sức khỏe của chị nó vẫn bình thường, nó không có cái gì gọi là ảnh hưởng cái gì không hết. Bị mệt không, không không không, không có bị mệt. Dạ. À, không có bị mệt. Nó rất là thoải mái. Nên là không có gì hết. Ở đây mình cũng nhân dịp mình nói để cho các bạn biết là có đến để mà mình liệu trình để mà giảm cân á, thì nói về sức khỏe thì nó cũng không có ảnh hưởng gì. Chị ơi, yên tâm. Bệnh lý của chị ấy thì bắt đầu khi nào chị cảm thấy nó được thuyên giảm và cảm thấy khỏi? Khi mà làm liệu trình bên em ấy, tuần mấy bắt đầu chị thấy là chân chị nhẹ đỡ đau hơn? Chị thấy là hầu như là chừng 2 tuần thôi. 2 tuần thôi là cảm giác của chị là thấy nó nhẹ rồi. Nó nhẹ, nó rất là nhẹ nhàng. Chị đi coi như là tính ra cái ở trên lầu chị là coi như là nó là 4 tuần. Nhưng là một ngày lúc trước là chị đi là hầu như là có khi là cả tuần chị mới đi lên lầu để chị đốt nhang. Nhưng mà bây giờ là coi như không có ngày nào mà chị không đi đốt nhang, mà một ngày chị đi là 3-4 lần luôn á. Chị đi là cảm giác của chị không có mệt như ngày xưa nữa. Ngày xưa chị đi là chị dịnh thang máy là chị đi, trời nó giống như là bà già. Thê thảm lắm. Đúng rồi, bây giờ là chị rất là thoải mái luôn. Chị đi mà coi như là chị chạy không đó. Giờ nó rất là nhẹ nhàng, chị thích ghê luôn em. Vâng ạ. Nói chung chị cũng cảm ơn bên em. Là vấn đề là cái bệnh lý của chị nó cũng sẽ khỏi hẳn. Và bên cái da khuôn mặt chị bây giờ cũng tươi hơn rất nhiều sau thời gian hơn 1 tháng. Đúng rồi, tại vì cái cảm giác của chị giờ giống như là nó giống như hết bệnh rồi. Vâng ạ. Nên chị thích chứ. Vâng ạ. Khi mà chị giảm được cân thì nó không giảm, nó không dồn cái áp lực vào đầu gối nữa. Cũng giống như bây giờ nè. Bây giờ mà chị đứng lâu như lúc trước mà chị mập á nha. Chị đứng lâu như vậy á là không có thể nào chị đứng được đâu. Bây giờ là trước đây là chị đứng như vậy là chỉ chừng 10-15 phút thôi là chị kiếm chỗ chị ngồi rồi đó. Nhưng bây giờ nãy giờ là coi như chị đứng để mà chị được bên em tư vấn, chị đứng rất là lâu luôn á mà chị không có cảm giác thấy mà mỏi chân gì hết. Cô phải chia sẻ là khi đứng như này này thì thấy là cái vòng eo của mình nó tuyệt đẹp, em muốn chị đứng ấy. Nhưng mà may thì bệnh lý của chị đỡ rồi. Chị không dám khen chị đâu, nhưng mà bên em thấy thì khen thì chị thích lắm. Các bạn có thể nhìn hình ảnh trước đây của chị và bây giờ, em nghĩ là chắc là chị cũng sẽ không nhận ra mình đâu. Thấy tươi và xinh hơn ngày đầu tiên gặp chị rất nhiều. Chị mắc cỡ quá. Vâng ạ. Chị có thể chia sẻ để quý vị được biết là sau khi cấy tinh chất bắt đầu lúc nào chị đào thải không? À, cũng mau lắm em. Vâng. Mau lắm. Hầu như là ngày chị nhớ là tầm chừng 2-3 ngày gì là chị đào thải rồi. Chị ra mồ hôi nhiều hay là mình ra váng mỡ nhiều ạ? Hầu như cả hai luôn á. Thế mỗi lần mà chị đào thải như vậy chị thấy cơ thể mình có sự thay đổi như thế nào? Chị thấy thì nói chung là nó vẫn bình thường. Vâng. Chỉ có cái là nó ra mồ hôi nhiều. Vâng. Như những lúc mình làm á nó ra mồ hôi nhiều quá, cái hơn hẳn làm bình nó hơn hẳn bình thường. Vâng. Thì từ từ cái là khi mà chị ở nhà cũng có cái cân cũng sợ mập hơn á, rồi cái chị cân lên cái chị thấy chị được giảm cân á, chị mừng lắm. Nên là chị cứ tiếp tục và theo cái liệu trình của bên em để mà hướng dẫn cho chị. Vâng ạ. Ngoài sự là thầy cải thiện, chị thấy trong sức khỏe của chị thì thấy là ai nhận ra chị thay đổi đầu tiên, anh nhà mình hay là khách hàng ạ? Anh với con. Lúc mà mình đi thì anh có biết không chị? Đầu tiên anh biết chứ. Vâng, anh có ủng hộ không ạ? Anh ủng hộ, anh rất ủng hộ. Thế khi mà chị con gái cũng ủng hộ. Anh nói gì ạ? Anh nói ốm thật sự á, anh không ngờ ốm mà có thể là phải nói là như ngày xưa vậy đấy. Các bạn có thể thấy hình ảnh trên tường là ngày trẻ rất đẹp đúng không ạ? Và bây giờ là em đã mang lại chữ tiết trở về như ngày xưa. Chị cảm ơn em nhiều. Từ trước đây là mình rất là béo, nó béo ghê lắm, nó béo ghê lắm. Có thể là có nhiều người ta nói trời ơi sao tao thấy mày mập quá vậy, tự nhiên thấy thiệt kỳ, tự nhiên thấy nó cái cảm giác của mình nghe xưa, nó mập á. Đúng, mọi rồi. Người cũng có nói với chị đó với chị. đúng mọi người nói như thế nào, chị có thể chia sẻ kỹ hơn về yếu tố đó không? Tức là khi chị nói chung là thường á mập á thì chị cũng có cảm giác là mập là thấy nó già đi. Đúng. Thật sự là như vậy. Nên bây giờ tự nhiên cái mình cảm thấy mình ốm, mình thấy tự tin á, nên mình thích bận những cái đồ gì mà nó có eo như vậy nè, body đúng không ạ? Tự nhiên cảm thấy nó trẻ trung ra. Chị có thấy da của chị có sự cải thiện gì không? Có chứ em. Như thế nào? Thấy chị thì không thấy rõ bằng anh đâu. Anh thì ông xã chị nói là chị trẻ hơn. Em nghĩ là cái
đấy là cái món quà lớn nhất của chị, bởi vì anh cảm thấy ơn chị em trẻ đẹp phía trước, đúng không ạ? Cảm ơn em. Thông thường thì mọi người nhìn thấy nhau là có thể nhận ra nhau qua dáng người, đúng không chị bán hàng mà. Nhưng nghĩ là với tình trạng bịt mặt thì bây giờ họ sẽ không biết chị là bà chủ Tuyết cũ đâu, đúng không ạ? Sẽ không nhận ra được đâu. Đúng, đúng không ạ? Đúng. Đó. Và thực ra khách hàng thì họ rất là quan tâm nhiều đến cái việc là mình thay đổi về bề ngoài này và mình có thể cải thiện về sức khỏe nữa. Nên nếu những khách hàng tầm tuổi của mình này đang có vấn đề về sức khỏe cũng rất là mong muốn được giảm cân thì chị có muốn chia sẻ gì từ kinh nghiệm của mình không ạ? À, mình cũng nhân dịp mình nói đây là phụ nữ mình á, thì mình cũng mong muốn là phụ nữ nào cũng muốn là đẹp hết. Nên mình cũng thấy đến liệu trình của bên Korea rất là hiệu quả. Mình cũng mong mấy bạn cũng đến để mà tìm hiểu. Nếu mà thấy mà mình hiệu quả như vậy á thì cứ đến mà có thể là điều trị tại bên điều trị em, dạ không? Đúng rồi. Có một điều đặc biệt đó là em cũng chia sẻ với chị là hôm đó em có xin chị là cho về nhà quay. Vậy thì chị có ngại về điều này không? Có khi nào chị đồng ý cho bên em về nhà mình quay ạ? Thì khởi đầu chị rất là ngại. Thật tình mà nói là chị rất là ngại. Vấn đề mà thấy ngại lắm cũng từ chối. Nhưng mà cuối cùng thì thôi, chị thấy tự vì nói chung là cái liệu trình rất là hiệu quả. Nên là mình cũng muốn là chia sẻ với mọi người để nếu mà có đến Korea để mà điều trị. Nên các bạn có thể xác minh thông tin này qua địa chỉ 87 Trần Khắc Chân và bên cạnh của bà chủ Tuyết rất xinh đẹp nhé, được không ạ? Cảm ơn. Có thể gặp chị Tuyết, chị có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm cũng như thưởng thức món bánh canh nước hoa của chị nhé. Chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn. Chương trình tài trợ giảm béo lớn nhất tại Viện Thẩm mỹ Korea. Giảm béo tặng gói bảo hiểm tại các hệ thống bệnh viện 5 sao lớn nhất Việt Nam. Miễn phí 100% chi phí điều trị, tặng liệu trình cấy tỏi đen đông trùng hạ thảo Nhật Bản lên tới 120 triệu đồng, tăng cường gấp 5 lần sức đề kháng, giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh. Viện Thẩm mỹ Korea tài trợ 70% chi phí giảm béo. Mua một vùng tặng một vùng. Giảm béo tặng liệu trình nâng cơ Ultherapy. Giảm béo tặng liệu trình làm hồng nhũ đồi và xe kit trẻ hóa của bé. Gọi ngay 1900 0361 để nhận tư vấn.